Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh rán với bột mì cực kỳ mềm ngon và đặc biệt với cái nhân kem trứng sữa, lạ miệng, béo và rất là thơm luôn. Lớp vỏ bột thì mềm nè, xốp và có nhiều rễ tre, rất là dễ làm. Mời các bạn xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị trứng. Mình dùng đây là hai cái trứng gà. Thì hai trứng này nó cũng hơi to nha. Tiếp theo là mình dùng 100g bột mì, các bạn có thể dùng bột mì đa dụng cũng được luôn. 150ml sữa tươi, loại có đường hoặc không đường đều được. Và đây là đường cát nha, chút mình lường sau. Một ít muối và vani. Và đây là bơ, mình dùng cái bơ này. Bây giờ mình sẽ đập một cái trứng gà, mình cho vô trong cái tô nè. Còn một cái trứng còn lại, các bạn chỉ lấy cái lòng trắng thôi ha, lòng đỏ mình để riêng một bên. Mình lược lại chút nữa rồi mình dùng cái lòng đỏ sau. Rồi các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. 2 muỗng lưng lưng thôi ha, mình sẽ khuấy tan cho trứng và đường nó tan đều. Cho hết vani vô, các bạn có thể dùng vani dạng nước cũng được. Rồi mình cũng đánh đều cho nó tan nha. Các bạn sẽ rây bột vô. Bột này mình dùng bột mì số 8 á, cái vỏ bánh nó sẽ có cái độ mềm hơn. Tuy nhiên không có thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được, không có sao. Rồi các bạn cho vào đây một muỗng cà phê baking powder hay là bột nở, 1/5 muỗng cà phê muối nở hay là baking soda. Rây đều vô. Bột nở và muối nở sẽ giúp cho cái bánh của mình nó nở và nó có độ xốp và nó ngon hơn. Các bạn cũng có thể chọn một trong hai. Tuy nhiên cái liều lượng chỉ là giống mình thôi nha. Rồi mình cho vào đây 50ml sữa tươi. Chừa lại 100ml, chút nữa mình dùng sau. Trộn cho thật là đều lên. Đây, cái bột của mình bây giờ nó sẽ có cái dạng hơi sệt sệt vậy nè. Rồi mình sẽ để yên cho nó nở ha. Bây giờ thì mình đi pha phần kem. Cho hết 100ml sữa tươi vô cái chảo nè. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê dung, bơ. Rồi mình cho đường vô. Một muỗng canh rưỡi thôi, không cần phải cho nhiều. Một ít muối nè. Rồi mình sẽ nấu cho phần bơ này nó tan ra, cũng như là đường nó tan ra. Mình nấu lửa nhỏ thôi. Đây bây giờ nó bốc khói lên rồi nè, thì các bạn thấy bơ và đường nó cũng tan hết rồi đó. Rồi mình sẽ tắt bếp. Tiếp theo là mình dùng nửa muỗng canh bột năng hay là bột bắp để mình tạo cho cái độ sệt. Cho vào đây một ít nước, khuấy đều. Cho thật là tan nha, để chút nữa mình cho vô trong nhân nó không có bị ốc trâu. Rồi các bạn cho hết lòng đỏ trứng vô trong phần sữa. Mình sẽ cho hết cái tinh bột vô nha. Khuấy đều. Cho lòng đỏ nó tan đều trong sữa nè. Rồi mình sẽ bắt lên bếp mình xên nhân. Xên nhân thì các bạn để lửa thiệt là nhỏ và mình khuấy liên tục. Bắt đầu mình thấy nó bốc hơi rồi nè. Khuấy một hồi thì bắt đầu nó sẽ có cái dạng sệt sệt. Các bạn cứ đảo liên tục nha, không có ngưng. Để thôi nó bị ốc trâu. Rồi bây giờ cái phần kem của mình nó đã sệt lại như nè. Mình tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ cho nó ra cái chén nha. Để cho nó nguội chút nữa mình quét lên bánh. Rồi để yên ở đây. Bây giờ đi nướng bánh. Thoa một lớp dầu ăn vô trong chảo. Mình sẽ quét sơ lại để cho nó khô luôn ha. Bột để yên 10 phút thì mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ dùng cái giá nhỏ nhỏ như nè. Để mình múc bánh cho nó đều thì cái bánh nó sẽ tròn. Để ở lửa nhỏ nhất. Các bạn múc và mình cho từ trên xuống dưới á. Cho nó hơi cao cao để cái bánh nó tròn. Đậy nắp lại ha, mình chờ một chút.
Sau khi mà mình thấy cái hơi nó bốc lên cái nắp á, phần bột bên trong nó không còn ướt nữa thì cái bánh nó được. Mình sẽ trở bề bánh. Wow, cái bánh nó vàng ngon nè. Để thêm 1-2 phút nữa là mình gấp bánh ra luôn, cho qua dĩa. Tiếp theo mình sẽ làm cái bánh thứ hai nha. Các bạn múc bánh ra bột cho nó khéo thì cái bánh nó sẽ tròn. Rồi mình cũng để nắp lại. Rồi bây giờ mình sẽ trở về bánh nha. Thời gian nướng bánh từ 1 đến 2 phút. Bánh sau khi nướng xong thì mình lấy ra dĩa luôn. Còn một cái mình để trong chảo. Bây giờ mình sẽ đi quét phần kem trước ha. Rồi cái bánh kia mình gấp ra nữa là vừa. Các bạn quét lên một ít kem. Phần kem này ăn vô nó sẽ lạ miệng hơn là ăn với cái nhân đậu đỏ hoặc là đậu xanh. Mình ướp thêm một cái bánh nữa. Vậy là xong một cái bánh rán. Mình sẽ làm tiếp cái bánh thứ hai. Ướp lên nè, bánh mình tráng ra rất là đều nhau và có cái màu vàng đẹp mắt nữa. Các bạn để lửa thiệt là nhỏ thì bánh nó sẽ ngon. Xong rồi nè, mình được 4 cái bánh. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra nha. Chỉ với 100 gram bột thôi á mà mình cho ra 4 cái bánh có nhân và 8 cái bánh đơn không nhân. Đây phần bánh rán của mình nè. Bên trong thì có rất là nhiều để tre, với cái nhân kem chảy ra nhìn cũng thơm và ngon nữa. Ăn nhiều hơn thì các bạn có thể tăng lên liều lượng cũng vậy nha. Hấp dẫn quá. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức món bánh rán nướng bằng chảo, không cần là nướng. Bánh rất là mềm xốp, bên ngoài thì láng mịn, bên trong thì có rất là nhiều rễ tre, ngon lắm luôn. Có độ ngọt, độ thơm và độ béo nữa, rất là mềm. Ăn cái này chắc ăn hơi 4 cái luôn quá. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ mình và like video nữa nha. Và nếu như có góp ý cũng như là bình luận thì để ở phần bên dưới nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.